Thì trước khi vào video, nếu mọi người có những cái hứng thú với lại content của Wuthering Waves, Ghost Impact hay là H&R thì mọi người hãy consider subscribe cho kênh của mình nhé. Nó miễn phí và mọi người có thể thay đổi ý định sau này. Ok, bây giờ thì đợi cái video cứ vừa vào game thì nó sẽ bị lắc vậy nè, hơi khó chịu ha. Nhưng mà ok, thì như cái tiêu đề thì mình hôm nay sẽ nói ngắn về cái việc Echoes. Nó chủ yếu sẽ liên quan tới những con 3 code và những con 4 code, có nghĩa là Elite á, và Calamity ha. Ok, thì cái video gốc á, và những cái thống kê các thứ á, thì là của một bạn nước ngoài. Mình sẽ để cái link video với lại tên của bạn ấy ở dưới phần mô tả của video nha. Còn bây giờ thì chúng ta nói về luôn cái PT của Calamity đi. Tụi Calamity á, thì tụi bot map nè, rồi các thứ á, thì tụi nó sẽ có một cái PT ẩn. Nói chung là lúc đầu nó ẩn á, nhưng mà cái ông kia ổng tìm ra được cái PT thực sự rồi. Thì nó là PT full PT của nó là 2 ha. Có nghĩa là 50-50 á. Thì giờ vậy đi, từ từ, vẫn lắc, không cảm. Vậy nè, thì sau khi mọi người đánh được một con boss đúng không? Mọi người để mình đánh con boss đã. Đây, thì như mọi người thấy thì con này mình không có đồ đúng không? Con này mình không có được eco nè. Thì bây giờ ví dụ đi, mình qua con xe lửa này. Xe lửa, nó đúng hơn là Ghost Rider á mọi người, Ghost Rider. Thì sau khi mình đánh Ghost Rider á, thì nếu mà cái PT đó đúng á, thì lần này mình chắc chắn mình sẽ nhận được eco của Ghost Rider ha. Không biết là 4 sao hay 5 sao, nhưng mà chắc chắn sẽ drop ra eco của Ghost Rider để mình cho mọi người coi nha. Đây, đó thấy không? Đó, thì nó chắc chắn nó sẽ rớt ra eco vàng, eco nè, nhưng mà chưa biết vàng hay không. Đó, của mình là tím thôi. Thì cái PT 2 ha, PT của nó sẽ là 2. Nếu mà mọi người đánh không được á, thì lần sau chắc chắn mọi người sẽ được eco của một con boss. Thì giờ ví dụ như mình qua một con boss khác đi, thì mình đánh. Nếu mà lần này được á, thì là do mình hên ha. Cứ mỗi lần xong PT thì nó sẽ reset lại. Tới lần này mà mình được thì nó do mình hên. Còn nếu mà không phải á, thì chắc chắn lần sau mình sẽ nhận được. Đó, cho nên là nếu mà mọi người đang cần farm một con boss á, thì mọi người không nên đổi, kiểu như cái rút ra được từ cái vụ này á, thì là mọi người không nên đổi boss nha. Kiểu như mọi người đang cần farm con này á, chỉ cần farm con này thôi, mà hơi cần farm con này đi. Ví dụ cần farm, ví dụ có rồi á, mà cần mạnh hơn á, thì mà mọi người bắt đầu farm con này trước mà mọi người không có đồ á, thì mọi người không nên đổi qua con này liền nha. Nếu mà đổi qua con này thì nó chỉ gần như là sẽ ra đồ của mỗi con này, và con này nó sẽ không có đồ luôn á. Hiểu không mọi người? Thì nó gần giống vậy. À, mình tele sai rồi, từ từ. Để tele lại. Đó, thì giờ con này không được eco ha. Bây giờ mình sẽ quay lại con khỉ nè. Đó, giờ con này nó sẽ đã không được eco rồi. Giờ mình sẽ quay lại con khỉ, và giờ đánh xong con khỉ chắc chắn sẽ được eco. Đi, mình cho mọi người coi. Cái thống kê á, thì là cái video bạn cũ đã làm rồi, cho nên là mình sẽ không có làm quá nhiều. Mình chỉ làm cho mọi người thấy là thật sự cái PT nó có thật thôi ha. Đó, thì đó, mọi người thấy mình chắc chắn mình nhận được eco, một cái eco này ha. Drop đây giờ bây giờ là chắc chắn có. Đó, thì cho nên là mọi người sẽ biết là lúc mà mọi người farm cái con boss á, thì mọi người nên farm như thế nào và rút ra làm sao ha. Thì nếu mà mọi người chỉ cần farm đúng một con rồi thì mọi người có thể đứng đây đợi 1 phút để cho con này respawn cũng được, mà không cần phải qua con khác, mà cũng không cần tele luôn, tại vì chỉ cần đủ thời gian là con boss nó sẽ tự động nó hồi sinh lại rồi, không có cần mọi người phải tele đi đâu hết. Và yeah, cho nên là mà trừ con này ha mọi người, con này thì là bí cảnh, cho nên là mọi người có thể spam nó luôn á, có nghĩa là mọi người vô đánh xong rồi cứ ra rồi xong mới vô lại thoải mái ha. Thì con này nó hoạt động cơ chế khác, cho nên là nhiều người mới khuyên là các bạn mà có cái 15/15 á, thì mọi người mới nên là đi vòng này farm, không nên farm con này, tại con này mọi người spam được. Quan trọng là mọi người spam bao nhiêu lâu, đủ ra đồ mạnh hay không chưa. Đó, thì bây giờ mình sẽ nói tới cái thứ hai, đó chính là ở việc tụi elite á, thì có PT mà để drop rate của tụi nó hơi thấp hơn là tụi boss. PT của tụi này nó chỉ là PT tụi này là 4 nha, có nghĩa là một trên, gọi là mọi người farm 4 lần là chắc chắn ra sớm hơn thì may, nhưng mà farm 4 lần chắc chắn ra. Cho nên là thì giờ mình sẽ farm hai lần nổ cho mọi người làm mẫu nè. Giờ mình sẽ chạy ra đây mình farm nè. Từ từ pause video lại, cái ở đây có cái thần đồng mình muốn lụm. Thông cảm. Đang đi khám phá map mà. Thông cảm mọi người ơi. Ok, ví dụ như ha, ở đây có 4 cái con này nè. Thì nó chắc chắn sẽ ra một trong 4 cái con này là nó sẽ ra eco cho mình nè. Đó, một con đã ra rồi thì có nghĩa là 3 con sau là khả năng khó ra nha. Nè, giờ con này giờ mình giết cả 3 con là khả năng nó đều không ra nha. Đó. Nhưng mà con này thì mình nếu mà đúng là elite thì nó sẽ ra rồi nè. Đây Fusion Red Bay thì mình nhớ nó là 3 code nha. Giờ là 3 code này. À không, con này là 1 code cho nên nó không tính. Ok. Thì mình giết 3 con khỉ lớn là ba con không ra rồi nè. Đó, mọi người có thể thấy là 3 con không ra rồi đúng không? Giờ bây giờ mình sẽ giết con người đá này nè. Ok. Con người đá bự này nè thì chắc chắn nó sẽ ra nha. Giờ mọi người nhìn nha. Giờ mình giết con người đá lớn này nè, chắc chắn nó sẽ ra. Nè, nhìn nha. Đó, thấy không? Nó chắc chắn ra rồi nè. Giờ ví dụ này chưa chắc thì có thể một lần này mọi người chưa tin đâu. Giờ mình làm thêm ví dụ nữa đã. Ok, để mình làm thêm. Giờ có con người này ở đây đúng không? Giờ mình sẽ giết nó nè, là Bitty sẽ là 1 ha. Đó, giờ con này nó không ra này, là mình tính được 1 Bitty nha. Ở ngoài kia cũng có con nữa thì mình sẽ giết con nữa. Không, mà giờ mình đang muốn phải đó, ý là giờ ở đây cũng có một con bự nè, mình sẽ xử con bự này. Mình sẽ xử con bự này, nếu mà nó không được thì mình sẽ lên Bitty là 2. Đó, không có con bự này. Lên Bitty là 2 ha mọi người. Bitty nó sẽ lên là 2. Đó, con này ngoài biển nè. Nếu mà con này nó không ra đồ á thì Bitty nó sẽ là 3 ha mọi người. Rồi. Bây giờ mình sẽ xử thằng người đá này. Còn một thằng người đá bên trái nữa mà lát mình sẽ xử sau. Giờ mình sẽ xử thằng người đá này trước ha. Đây, mọi người nhìn. Thằng này giống quỷ hơn chứ không phải người đá ha mọi người. Đó, giờ thằng này không được này. Cho nên đồng nghĩa với việc cái thằng người đá bên trong á nó sẽ chắc chắn được ha. Giờ mình sẽ vô mình thử cho mọi người luôn. Thử luôn ngay cho nóng nè. Đó, thấy không? Con này chắc chắn nó ra này. Đó, mọi người có thể thấy ha. Có nghĩa mình không chắc chắn nó sẽ ra 5 sao nhưng mà chắc chắn nó sẽ ra. Chắc chắn nó sẽ nổ, mà nó nổ 5 sao luôn này. Ngon. Ok, ngon rồi. Ấm. Đó, thì cái tỷ lệ mà tụi này nó ra là như vậy. Thì mọi người từ cái này mọi người sẽ biết được là mọi người nên farm như thế nào và nên làm những gì trong lúc đó, và mọi người sẽ không phải đi farm tùm lum tà la, gặp con nào đụng con đó nữa, và tiệt gọi là sao cứ giết cái con này hoài mà nó không nổ, nó không rớt ra eco cho mình ha. Đó thì nó nói chung là video ngắn này nó chỉ như vậy thôi. Và từ đây mọi người cũng đã biết cách farm eco hơn rồi đó. Cảm ơn mọi người vì đã coi nha.